Tại Hà Nội, iXtralex, đơn vị tổ chức triển lãm hàng đầu Đông Nam Á, đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Hiệp hội Công nghệ Thông tin và Truyền thông Singapore, tổ chức Triển lãm Điện tử Quốc tế NEPCON Việt Nam 2022 và Diễn đàn Điện tử Việt Nam 2022 cùng các chương trình kết nối kinh doanh. Triển lãm năm nay có sự góp mặt của các đơn vị triển lãm đến từ hơn 20 quốc gia gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Đức, Ấn Độ, v.v. cùng hơn 300 thương hiệu công nghệ, máy móc thiết bị trong lĩnh vực điện tử, hàn linh kiện bề mặt. Tại triển lãm đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điện tử tái sản xuất, mở rộng thị trường và tiếp cận cơ hội kinh doanh quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xuyên suốt những ngày triển lãm là các hoạt động giao thương hướng đến doanh nghiệp nội địa và quốc tế như chuỗi hội thảo tư vấn chuyên đề, các khóa đào tạo có cấp giấy chứng nhận, cuộc thi hàn tay điện tử và các thông tin cập nhật công nghệ tiên tiến nổi bật từ các thương hiệu hàng đầu thế giới. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ tư vấn kinh doanh hoàn toàn miễn phí thuộc dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điện tử vực dậy trong và sau đại dịch COVID-19. Triển lãm và diễn đàn điện tử 2022 là cơ hội để doanh nghiệp học hỏi, chia sẻ lẫn nhau cùng hướng đến sự phát triển bền vững, đồng thời cập nhật những xu hướng công nghệ tiên tiến và các giải pháp sản xuất thông minh.